Thế thì bài ngày hôm nay cũng là một bài rất là quan trọng đối với cả bài thi TOEIC nói chung và nói chung là ngữ pháp tiếng Anh nói riêng. À, ngữ pháp tiếng Anh nói chung và bài thi TOEIC nói riêng, đó chính là bài chủ động và bị động. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vào xử lý cho cô bài chủ động bị động. Vậy trong cái bài chủ động bị động thì chúng ta cần nắm được những cái điều gì trước khi vào bài, ok chưa? Thế thì trong cái bài chủ động bị động chúng ta cần phải hết sức lưu ý cho cô những cái vấn đề như sau. Chúng ta cần hết sức lưu ý những vấn đề như sau. Một, đó là hình thái của động từ, và cái thứ hai là các dạng chủ động và bị động. Thế thì đối với cái hình thái của động từ thì em lưu ý cho cô một điều, đó là khi nó là nội động từ. Nội động từ là những động từ mà nội tại tự bản thân nó, được chưa? Đấy. Thế nào được gọi là tự bản thân nó? Tức là nó không cần danh từ mà nó vẫn đủ nghĩa rồi. Ví dụ em ho, đúng không nào? Em tự em ho. Đấy. Hoặc ví dụ như là em hắt hơi, đúng không? Tự em hắt hơi. Hoặc em mỉm cười, mình có từ smile, mỉm cười. Đấy, thì là mình tự cười. Thì tất cả những cái đấy được gọi là động nội động từ. Hoặc là ví dụ những cái từ cơ bản, ví dụ như là đi, đấy nhỉ, go, arrive, đến. Hoặc là những từ mang tính chất đi lại, ví dụ travel. Đấy, thì cái đấy được gọi là nội động từ. Thì khi những cái từ mà là nội động từ thì em lưu ý cho cô nó không có bị động. Nó không có bị động, tức là lúc nào nó ở dạng chủ động. Và cái thứ hai nữa đó là ngoại động từ. Cái ngoại động từ thì là những cái từ mà cần một danh từ đứng đằng sau thì thằng này mới có bị động. Đấy, được chưa? Ví dụ, bây giờ cô sẽ cho em một vài cái ví dụ, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ xác định cho cô xem là, đúng không? Đâu là nội, đâu là ngoại nhá. Ví dụ cột những từ như sau. Đó, cô có 8 động từ này, được chưa? Cry, bright, read, sing, smile, die, live, learn. Và trước khi mà vào bài thì chúng ta sẽ xác định cho cô xem ở trong trường hợp này đây là nội hay đây là ngoại nhé. Ok, xin chào mọi người. Ồ, mọi người bây giờ mới vào chào, cô có vẻ bắt đầu hơi nhanh, đúng không? Không sao, chúng ta cùng nhau vào xử lý nhé. Mùng 1, mọi người có đi đâu chơi không? Ồ, cái đợt này, tóc làm cái kiểu này gội đầu rất là nhanh nhưng mà nó cũng vảnh hết rồi ra em ạ. Thế mới chán. Hôm nay trông cũng không được đẹp đẽ lắm, mặc áo đen. Ok chưa? Vậy cô dạy nó dạy ba đấy, hơi bận chút. Không được à, trau chuốt cho lắm. Được chưa? Nào cùng nhau xử lý. Ok, xin chào Loan, xin chào Yến. Nào cùng nhau xử lý cho cô nào. Cái bài này, đây, ví dụ cô có từ cry, write, read, change, smile, die, live và learn. Thì cô có 8 động từ này. Thì 8 cái động từ này sẽ là nội hay là ngoại? Trong lúc chờ các bạn ấy một chút. Ok chưa nào? Rồi, mọi người cùng nhau xử lý cho cô. Đợt này bực ơi là bực. Người ta cứ đập tường, đập tiếng các thứ cô chẳng. Chẳng làm được cái việc gì cả. Không làm được cái việc tích sự gì hết. Ok chưa? Nào. Như vậy ở trong trường hợp này chúng ta sẽ nhảy cái từ cry là khóc này, đúng không nào? Như vậy khóc ở trong trường hợp này chúng ta, ok, xin chào cái gì, listening gì đó, Vũ. Vậy thì chúng ta có từ khóc, đúng không nào? Như vậy khóc ở đây nó chính là em phải tự khóc thì nó sẽ phải là nội động từ chứ cô, được chưa? Tiếp theo viết thì em phải viết cái gì? Em phải viết cái gì, đúng không nào? Vậy thì thằng này cũng sẽ là ngoại động từ. Đọc, từ này từ read, đọc thì em cũng phải đọc cho cô đọc cái gì, tự dưng chẳng đưa mình đọc không cả, mình phải đọc sách, đọc truyện, đọc báo, đọc cái gì đó, đúng không? Thì thằng này cũng sẽ là gì, là ngoại. Tiếp theo từ send ở trong trường này là gửi, gửi thì cũng phải gửi cái gì, chẳng có bao giờ tự dưng mình gửi gửi tiền này, đúng không? Gửi sách, gửi vở này, gửi thư này, đúng không? Thế cho nên chúng nó bắt buộc phải có danh từ đứng đằng sau thì từ gửi nó mới có nghĩa, nên thằng này cũng đóng vai trò là ngoại cho cô, ok chưa? Ôi đừng bực. Smile, cười, đúng không nào? Rõ ràng em làm sao? Bình thường mình hay là cười cái gì nhưng mà tự mình cười, đúng không? Em thích em cười thôi, cũng chẳng lý do gì mình cười được. Nội. Tiếp theo cái từ chết này, cái từ chết này. Ok, được chưa? Cái từ chết này thì làm sao? Đấy, từ chết này là một từ khá là đặc biệt. Ok chưa? Mọi người bắt đầu ra là đáp án rồi đấy. Từ chết thì là mình phải làm sao? Đến giờ thì mình tèo thôi, đúng không? Mình tự ra đi thôi, cho nên em nhớ cho cô, chết là nội động từ.
Và tương tự như thế sống, đúng không nào? Sống nó cũng là nội động từ nhá. Và từ học thì có bao giờ em học cái gì không? Cháu chào cô, cháu quên hết rồi. Cháu nghỉ đến 2 tuần rồi, cháu chả quên. Học thì có em chảo rơi em phải có một cái gì đó thì em mới học, học bài mới, học bài cũ, học tiếng Anh, học tiếng Pháp, học cái môn gì đó chuyên ngành của em, đúng không nào? Thế cho nên trong trường hợp này chúng ta cần cho cô một danh từ. Chính vì nó là danh từ cho nên nó cũng sẽ là ngoại động từ, được chưa? Thì đấy là 8 cái động từ nhá. Và bây giờ cô sẽ, cái đấy là hình thức đầu tiên. 8 cái hình thức đầu tiên. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho em qua một tí về cái việc là các cái hình thái. Vậy bây giờ cô sẽ có những cái câu như sau, sau đó thì mọi người cùng nhau làm nhá. Cô sẽ có mấy hình thức như sau. Em sẽ cho cô xem đấy, đây là chủ động hay đấy là bị động nhá. Ví dụ này, cô có từ như sau. Được chưa? Nào cùng nhau xử lý cho cô đi. Ví dụ như là một chủ động bị động, hai một là chủ động, hay hai là bị động, đúng không? Ba là chủ động bị động, bốn như thế. Comment cho cô đi, xem nào. Để sau đó chúng ta cùng nhau làm. Trong lúc đấy thì cô nghĩ tí. Chữ vẫn dễ nhìn đúng không? Cô cho em 8 từ nhá. Đấy, cô có 8 từ. Câu số 1 ở trong trường hợp này để cô đổi màu bút. Chúng ta có từ is cut, đúng không nào? Is cut. Vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy là is cut. Thì thằng is này chính là is cộng cho cô. Ui dồi, bút xấu quá. Được chưa? Như vậy ở đây mình có từ is cut. Đây chính là is cộng cho cô với. Ok, chào Khánh Chi. Is cộng cho cô với phân từ 2 này, đúng không nào? Cho nên ở trong trường hợp này thằng này sẽ là bị động. Câu số 2, is showing. Đúng không nào? Thì thằng này chính là is cộng cho cô với cái gì đây? Vô bình. Đúng không nào? Thì lập tức thằng này sẽ trở thành cái gì cho cô? Chủ động. Cái số A, are being displayed. Đúng không nào? Thằng này chính là are being cộng cho cô với phân từ 2. Được chưa? Thì lập tức thằng này sẽ trở thành cái gì cho cô nào? Bị động. Tiếp theo, hate. Đúng không nào? Thế thì ở đây chúng ta có từ hate cộng cho cô với phân từ 2. Cái đây là cái trường hợp mà các em rất là hay bị nhầm này. Trường hợp này rất là hay bị nhầm này. Đấy, thấy chưa? Thì khi hết cộng cho cô với phân từ 2 thì em nhớ cho cô nó phải là chủ động nhá, chủ động. Đó. Và cái số 5 này has been covered, đúng không nào? Thì chúng ta nhận thấy đây là has been cộng cho cô với phân từ 2 thì thằng này cũng sẽ là bị động này. Tiếp theo has been repairing, được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta có verb in thì em nhớ cho cô verb in thì nó luôn luôn là chủ động, nó sẽ luôn luôn là chủ động nhá. Would send, thằng này là would cộng cho cô với verb nguyên thể thì lập tức thằng này cũng sẽ là chủ động này. Và can have been reviewing thì đây là chính là verb in thì thằng này cũng luôn luôn là chủ động. Để cho nhớ à, xin lỗi. Ở trong trường hợp này đây là dạng can này, have này, been này cộng cho cô với phân từ 2 này thì thằng này phải đóng vai trò là bị động. Ok chưa nào? Bị động nhá. Đó thì đấy là ôn qua một chút. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào xử lý cho cô. Với xử lý cho cô câu số 1. Câu số 1, ok chưa? Santa Claus, đúng không? Hết Giáng sinh rồi và đến năm mới rồi, thời gian trôi rất là nhanh. Nào cùng nhau xử lý cho cô câu số 1, em sẽ chọn ra đúng là đáp án gì? My wedding ring chấm chấm of yellow and white gold, đúng không nào? Cái nhẫn cưới của tôi thì chấm 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 là vàng trắng và vàng yellow gold, tức là kiểu nói chung là vàng và vàng trắng. Vậy thì ở đây chúng ta có 4 từ. A is made, B is making, C là made và D là to make. Vậy câu số 1 em chọn ra đúng là đáp án gì? Nào xử lý cho cô câu số 1. Cái nhẫn cưới của tôi được làm bằng, đúng không nào? Vậy thì khi nó là được làm bằng thì ở đây chúng ta thấy là ok Thu Hà.
Vậy trong trường hợp này chúng ta nhận thấy được đáp án đúng chính là đáp án gì? Phải là cái nhẫn cưới không tự nó làm mà phải được làm, đúng không nào? Vậy thì cấu trúc được làm ở đây chính là is cộng cho cô với phần từ 2. Nên em chọn là đáp án đúng cho cô là đáp án gì? À, ok chưa? Is made nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 2. The road to our village widened next year. Nào xử lý cho cô câu số 2. Ok Oanh. À, những bạn mà mới vào thì xử lý cho cô một cái việc đó là em làm câu nào thì em nhớ comment cho cô số câu nhá. Comment cho cô số câu ví dụ 1A, 2B, 3C để cô nắm được. À, các bạn đã ra được đáp án rồi đấy, Oanh, Trần này, đúng không? Ok em. Ok Vân Anh. Mêu mêu mêu. Đã được chưa? Như vậy em sẽ chọn được đáp án là gì? The road to cái con đường đến cái làng của chúng tôi chấm 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 năm tới. Vậy đây chúng ta có từ widen tức là mở rộng, đúng không nào? Vậy thì chắc chắn ở đây cái con đường nó không thể tự mở rộng được mà nó phải là được mở rộng. Vậy chúng ta xác định câu này chính là câu bị động. Vậy chúng ta nhìn lướt qua bốn đáp án này thì đâu là đáp án bị động, đúng không nào? Thế thì ở trong trường hợp này chúng ta phải ghi cho cô chính là will be cộng phần từ 2, đúng không nào? Đây chính là bị động của thì tương lai đơn. Nên em chọn được câu này. Đáp án đúng phải là đáp án gì cho cô? À, đáp án đúng phải là đáp án the will be. Được chưa? Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 3. Câu số 3. Đúng không nào? Ticket to tên riêng win chấm chấm online starting next Friday. Đúng không nào? Vậy thì từ key ở trong trường hợp này chính là cái gì đây? Ở đây mình có từ key chính là từ ticket là cái gì? Cái vé, đúng không? Vé đến movie này sẽ chấm 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 online bắt đầu từ thứ 6 tới. Vậy em chọn là đáp án đúng là đáp án gì? Ok Vân Anh và Thu Hà. Được chưa? Vậy thì vé vào đây mình có từ gốc là từ bán, đúng không nào? Vậy thì trong trường này vé bán thì vé nó không thể tự bán được. À đúng rồi, vé nó không thể tự bán mà nó phải được bán, đúng không nào? Vậy trong bốn cái trường hợp này đâu là câu bị động? Chúng ta xác định cho cô câu này chính là câu bị động. Vậy thì bị động ở đây em chọn là đáp án đúng là đáp án gì? Chắc à, Mạnh Tùng, úi rồi ôi, chắc chắn là C rồi, và ôn lại à? Như vậy chúng ta có cấu trúc là will be cộng cho cô với phần từ 2, đúng không nào? Cũng là bị động của tương lai, bán thì phải được bán. Online ở đây em nhớ sư cô nó chỉ là trạng từ, chỉ nơi chốn mà thôi. Bán ở đâu? Bán ở trên mạng, đúng chưa nào? Nên em chọn là đáp án đúng cho cô là đáp án C. Ok mọi người đều đúng hết rồi, rất tốt. Nào chúng ta xử lý cho cô câu 6 khó hơn, câu chùm hơn là câu số 4 nào. Câu boss 4 này nào. Nào xử lý cho cô đi, bài là chính đúng không? Câu này khó đây. Câu này khó phết, xem câu 4 ai làm được nhá. The CEO comment about social responsibility have been chấm chấm by some worker. Đúng không nào? Nào xử lý cho cô câu số 4. Social responsibility have been by some workers. Câu 4 này khó phết. Và cái động từ này khá là hay gặp trong bài thi TOEIC. Rồi, chúng ta cùng nhau xử lý. Thứ nhất ở đây chúng ta có từ là từ misinterpret. Interpret có nghĩa là em diễn giải. Cái động từ này có nghĩa là diễn giải. Ok chưa? Như vậy thì khi em diễn giải, đúng không nào? Mà cái key ở đây là cái comment, là cái bình luận. Vậy thì cái bình luận của cái CEO này về trách nhiệm xã hội thì không thể tự diễn giải được, mà phải làm sao? Được diễn giải. Được chưa nhỉ? Chính vì nó được diễn giải cho nên ở trong trường hợp này nó được diễn giải thì câu này cũng phải là câu gì cho cô? Cũng phải là câu bị động. Ok chưa nào? Và nhiệm vụ của các em, ok Thu Hằng, tốt. Và nhiệm vụ của các em phải tìm cho cô đâu là câu bị động thì chúng ta cứ bám vào cấu trúc của nó, bám vào cấu trúc của nó là xong nhá. Được chưa? Vậy thì cấu trúc này chúng ta nhận thấy là have been cộng cho cô với phần từ 2, được chưa? Đấy thì chúng ta nhìn một cái, chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho cô. Ok, tốt, đáp án đúng là đáp án B. Đấy, được chưa? Câu này thì hơi khó và hơi nâng cao một chút vì cái từ vựng nó khó nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 5. Nào xử lý cho cô câu số 5. Illegal park vehicle will, đúng không nào? Câu này thì cũng khó đấy. Câu số 5. Vị trí này đứng ở cuối câu. Vậy câu số 5 em trả ra đúng là đáp án gì? Illegal park vehicle will. Hải Yến, ok. Vậy thì có cái đỗ xe mà illegal tức là mang tính chất bị làm sao nhỉ? Không hợp pháp, đúng không nào? Thì sẽ chấm chấm chấm.
Dương Thùy, à bạn này mới này, mới vào này. Ok em, Thùy Dương, chắc Thùy Dương. Như vậy vị trí này chúng ta nhận thấy là à thằng này đang đứng ở đâu nào, cuối câu. Đúng không nào? Chính vì thằng này là thằng cuối câu cho nên câu này cũng sẽ thường là câu bị động, được chưa? Và từ remove ở trong trường này có nghĩa là xóa đi. Và đây có nghĩa là bị nhấc đi, cậu đi nói chung là sẽ biến mất, được chưa? Vậy illegal park, đúng không nào? Thì có nghĩa là những cái xe mà đỗ trái pháp luật thì sẽ bị làm sao? Bị cẩu đi, bị nhấc đi. Ok chưa? Thế thì ở trong trường hợp này, ok đúng rồi em ạ. Vậy thì ở đây mình có từ will. Chúng ta vừa ôn rồi. Will cộng be cộng cho cô với phân tử 2. Nên đáp án đúng là đáp án à, rất tốt. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 6. The advertisement chấm chấm is very terrible about the product. Cái quảng cáo chấm 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 với chúng tôi rất ít về sản phẩm. Nào cô này nghĩ xem đáp án đúng là đáp án gì cho cô. Câu này cẩn thận không bị lừa nhá. Câu này rất là cẩn thận không bị lừa. Nào cô đố em đáp án câu 6 là câu gì. Cái quảng cáo này chấm 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 chúng tôi rất là ít về sản phẩm, đúng không? Nào chọn đáp án đúng là đáp án gì đây. Nào như vậy trong trường hợp này câu này là câu hơi khó một tí. Cái quảng cáo này nói với chúng ta, vậy chúng ta nhận thấy là à nói, tức là nó đang mang thông điệp, thì câu này chúng ta xác định cho cô nó là câu chủ động. Vậy thì và em nhớ cho cô cái advertisement này nó lại là danh từ đếm được, và đây nó phải là đang là danh từ số ít giúp cho cô. Ok chưa? Vậy thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ có một câu là câu chủ động. Được chưa? Thì trong trường hợp này chúng ta bỏ cho cô ở đây đi. Đây là số ít. Thế cho nên ở đây chúng ta nếu có động từ thì động từ cũng là số ít. Được chưa nào? Thế đáp án A sẽ loại. Và câu chủ động thì đáp án giờ cũng loại nhá. Thế thì đối với cái câu này thì nếu như mà ở đây người ta cho em thêm một chút về thời gian, thêm một chút về thời gian, thì chúng ta có thể chia hiện tại hoặc chúng ta chia quá khứ cũng được. Nhưng cái câu này nó chưa rõ ràng lắm. Ok, chúng ta nhận thấy đa số mọi người đấy, mọi người sẽ bị phân vân giữa B với C, đúng không nào? Thực ra trong câu này thì cả B và C đều ok em ạ. Một cái ở đây đang chia cho cô hiện tại, tức là một cái sự thật hiển nhiên. Hoặc là chúng ta đang kể lại, đấy cái quảng cáo đấy có nói gì đâu, đúng không? Thì nó cũng là một cái câu kể, thì chúng ta có thể chia quá khứ tùy em nhá. Thì em có thể chọn đáp án đúng cho cô là đáp án B hoặc đáp án C đều ok, được chưa? Nào, chúng ta xử lý cho cô câu số 7. Câu số 7. Generally cheaper if you online. Nào xử lý cho cô câu số 7. Nói chung là ấy, thì rẻ hơn nếu như bạn mua làm sao đây? Mua online, mua trực tuyến, đúng không nào? Vậy thì câu này chúng ta nhận thấy là gì? Nói chung là generally, tức là nói chung là rẻ hơn nếu bạn, đúng không? Chúng ta lại gặp lại cho cô từ online, đúng không? Thế cái câu online này chúng ta sẽ chọn cho cô câu này là câu chủ động hay câu bị động đây? Ok, nào câu này chúng ta sẽ chọn cho cô là câu chủ động hay câu bị động? Rồi, cái câu này em nhớ cho cô là bạn mua trên trực tuyến, đúng không nào? Vậy họ bạn mua thông qua trực tuyến thì mặc dù cái từ online ở đây vẫn là trạng từ chỉ nơi chốn. Nhưng ở đây chúng ta thấy là bản thân mình mua nên cái câu này vẫn phải là câu gì cho cô? Vẫn phải là câu chủ động. Nên chúng ta nhìn lướt qua bốn đáp án chúng ta thấy có ngôi you. Ngôi you này là một câu rất là đặc biệt. Dù đi với động từ như thế nào đi chăng nữa nó vẫn ở thể số nhiều. Đó. Vậy chúng ta nhìn lướt qua một cái, đúng không nào? Và đây em nhận thấy là nói chung, vậy đấy là một sự thật hiển nhiên. Nên cái câu này chúng ta sẽ không chọn cho cô đáp án đúng là giờ. Mà câu này, ok, cô thấy mọi người chọn đúng rồi. Đáp án đúng là đáp án A. Mạnh Tùng với Thu Hà. Tốt. Nào, chúng ta xử lý cho cô câu số 8. Thu Hàng 7. Cô xong câu 7 rồi, sang câu 8 cho cô nào. Chắc là mạng nó truyền bị chậm hơn đấy. Nó bị chậm hơn tí. The government has been some further tax cut. Câu này khó phết. Này, cái số 8 ấy khó phết em ạ. Nhìn cô câu số 8 ấy khó phết này. Đấy, câu số 8 ấy hơi khó tí đấy. Không dễ đâu. Làm cho cô câu số 8 nào. Một phút đi. Nào, chúng ta nhận thấy là government là chính quyền, chính phủ đang chấm chấm chấm. Ở đây chúng ta có gốc là từ consider. Từ này chúng ta dịch là cân nhắc. Đúng không nào? Cân nhắc tax cut đây là một danh từ là cắt giảm thuế, cắt giảm thuế. Và further này là một cái từ rất là hay gặp trong bài thi TOEIC, chúng ta dịch là thêm. Thêm. Vậy thì cái government này chấm 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 cắt giảm thêm thuế đúng không nào? Vậy thì tự nó cân nhắc hay là nó được cân nhắc?
Vậy thì cái từ key ở đây cho em, cô chính là từ government, là chính phủ, đúng không nào? Vậy chính quyền, chính phủ thì tự nó phải cân nhắc, đúng không? Thế cho nên cái câu này em sẽ chọn là đáp án đúng cho cô là đáp án gì? B, considering. Ok chưa? Nào, chúng ta xử lý cho cô câu số 9. Câu số 9. Ok, câu số 9 này thì thôi, chúng ta tạm bỏ qua một chút bởi vì nó liên quan một tí đến phần phrasal verb và cụm, chúng ta bỏ qua nhá. Chúng ta xử lý cho cô câu số 10 nào. Chúng ta xử lý cho cô câu số 10. Have the Christmas, đúng không nào? Have the Christmas card chấm 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 to your family, đúng không? Thế thì ở đây là cái thẻ Giáng sinh thì chấm 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 cho gia đình của bạn không? Thì câu số 10 này chọn được đáp đúng là đáp án gì? Theo em. Nào, câu số 10 chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cho cô như sau. Một, chúng ta nhận thấy là thằng này có giới từ to, đúng không nào? Và thường đứng đằng sau giới từ. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn qua có từ gửi. Vậy cái đối tượng được nhắc đến ở đây là cái card, là cái thẻ, đúng không? Hoặc là cái thiệp, mình dịch là cái thiệp. Và chúng ta có từ gốc ở đây, từ send, chúng ta dịch cho cô là gửi, đúng không nào? Vậy thì là mình sẽ nói như sau, liệu là cái thiệp Giáng sinh chấm 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 đến gia đình của bạn, vậy thiệp Giáng sinh tự nó gửi hay là nó được gửi? Vậy thì nó phải là được gửi, đúng không nào? Vậy chúng ta xác định được câu này là câu bị động. Sau khi xác định nghĩa xong rồi thì chúng ta đi vào tìm cấu trúc là xong. Vậy chúng ta nhìn thấy cô không được phép quên cho cô động từ have đứng ở đầu này nhá, không bao giờ được quên, ok chưa? Mình phải nhìn ra cái từ động từ chính để mình xác định được cái vùng từ. Vậy chúng ta thấy là thằng này chính là từ have, đúng không nào? Vậy chúng ta phải quy hết kiến thức về cái từ have này. Vậy thì have ở đây chúng ta có từ been và chúng ta cộng cho cô với phần từ hai, được chưa nhỉ? Thì cái này sẽ lập tức trở thành thằng bị động cho cô, ok chưa? Vậy chúng ta nhìn lướt qua, chúng ta nhận thấy tiệp về cấu trúc đấy thì cái từ sent, đây là verb nguyên thể này, quá khứ là sente và phần từ hai cũng là sente, nên em sẽ chọn là ra đúng cho cô là đáp án gì? B, have the Christmas card been sent to your family, đúng không nào? Cái thiệp Giáng sinh đã được gửi đến chưa? Đó, chúng ta xử lý cho cô câu số 11. Câu số 11 nào. If you have any question chấm chấm to your manager, đúng không nào? Nếu bạn có câu hỏi gì chấm 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 đến cái người quản lý của bạn. Câu này là câu cẩn thận không bị nhầm. Câu này cẩn thận không có bị nhầm nhá. Câu này nó lại chứa một tí của cả câu if nữa. Nó lại chứa một tí của cả câu if nữa cơ. Câu 12 này cũng khó cơ. Nào, xong chưa? Câu số 11 thì đầu tiên chúng ta nhận thấy phải xác định xem câu này là câu chủ động hay câu bị động đã. Nếu bạn có câu hỏi gì nói với người quản lý, vậy mình phải tự nói, đúng không nào? Vậy chúng ta xác định câu này chỉ là câu chủ động. Ok chưa? Vậy chúng ta nhìn lướt qua trong trường hợp này, bốn cái trường hợp này. Thì trước hết là chúng ta nhớ cho cô cái đối tượng ở đây là you. Nếu bạn có câu hỏi gì thì bạn phải nói chứ không phải tôi nói. Cho nên nó ẩn cho cô chủ ngữ you ở đây, được chưa? Thế thì khi nó là chủ ngữ, cái you nên ngôi you này em nhớ cho cô nó luôn luôn là số nhiều. Nó luôn luôn là số nhiều nhá. Luôn luôn cộng với động từ chia số nhiều. Được chưa? Cho nên câu này chúng ta sẽ loại đáp án A ngay. Và câu chủ động thì chúng ta loại nốt cái đáp án B cho cô. Vậy câu này chỉ còn đáp án C với đáp án D thôi. Thì em tiếp tục cho cô, đó là đối với cái câu you if này. Khi if loại 1 này mà đứng ở đây không có chủ ngữ thì chúng ta được phép để cho cô verb nguyên thể cộng với các tân ngữ để thể hiện cho cô câu cầu khiến. Để thể hiện cho cô với câu cầu khiến. Ok chưa nào? Nên cái câu này em sẽ chọn cho cô đáp án đúng cho cô là đáp án gì đây? C, speak to. Nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy nói với người quản lý nhá. Đó, thì đáp án đúng cho cô là đáp án C. Nào, chúng ta xử lý cho cô câu số 12. Câu số 12 chọn ra đúng là đáp án gì theo em? The customer chấm chấm these boxes by the shop assistant. Đúng không nào? By the shop assistant chọn ra đúng là đáp án gì đây? Nào, chúng ta xử lý câu 12 nhé. Trước hết chúng ta có từ hand đã này. Cái từ hand thì em nhớ cho cô nó vừa là danh từ, vừa là động từ, được chưa? Danh từ có nghĩa là tay. Còn động từ thì có nghĩa là trao. Trao, được chưa? Thế thì câu này chúng ta sẽ dịch cho cô như sau. Khách hàng chấm 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 cái boxes là cái hộp này bởi cái người trợ lý bán hàng, được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy là ok, cái khách hàng cái hộp
Mà cái quan trọng ở đây chúng ta có đối tượng này, chúng ta ở đây có đối tượng này. Có thể các bạn mặc dù câu này khó nhưng mà đa số là đúng đấy, được chưa? Bởi cái người trợ lý, đúng không nào? Thì đương nhiên khách hàng phải làm sao? Được trao, được đưa, đúng không nào? Vậy thì khi được trao, được đưa thì chúng ta xác định cho cô câu này phải là câu câu bị động, ok chưa? Vậy chúng ta nhìn lướt qua bốn cái đáp án này thì chúng ta nhận thấy was cộng verb in đây không phải là bị động, đúng không nào? Và handed nó là động từ thêm ed, không đúng. Thế thì câu này chúng ta chỉ có đáp án A hoặc đáp án B mà thôi, được chưa? Thế câu này chúng ta phải loại trừ cho cô xem là A hay là B nhá. Thế thì câu này chúng ta nhận thấy customer ở đây là số gì? Số ít, đúng không nào? Danh từ giữ nguyên là danh từ số ít. Nên em chọn cho cô đáp án đúng cho cô là đáp án A, was handed, được trao. Ok chưa? Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 13. Câu số 13. The company chấm chấm loyal customer with discount. Đúng không nào? Câu này cũng khó. Câu số 13 này cũng khó này. Công ty chấm 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 khách hàng trung thành với cái chiết khấu nào, câu số 13 chúng ta xử lý cho cô câu số 13 nào. Đã đúng là đáp án gì? The company chấm 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 đúng không nào? Loyal customer with discounts. Vậy thì trong cái câu số 13 này, trong cái câu số 13, công ty này thì đúng không? Reward là vừa là danh từ là thưởng. Danh từ của nó nghĩa là thưởng. Thế nhưng mà động từ của nó thì có nghĩa là trao thưởng. Trao thưởng. Ok chưa? Trao thưởng. Vậy thì cái công ty này mà với khách hàng trung thành thì nó phải tự trao thưởng. Nó phải trao thưởng, đúng không? Thế đi cho câu này chúng ta xác định được. Câu này chỉ là câu chủ động. Chủ động. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xét câu chủ động nhá. Ừ, Trương Thảo với các Thu Hà và Yến đúng không? Tốt. Câu này chúng ta nhận thấy đây là was cộng cho cô về phân từ 2. Đây là hình thái bị động. Không đúng. Đây là is cộng cho cô với phân từ 2, hình thái này cũng là bị động, không đúng. Câu C là verb nguyên thể, ok. Và câu giờ là verb thêm s, ok. Đó, thế như vậy chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ. Ít nhất là chúng ta đã chọn loại được đáp án C với đáp án giờ. Tiếp. À, cái công ty này chấm chấm khách hàng trung thành, đúng không nào? Thế thì em nhớ cho cô company đây là danh từ số gì? Số ít. Nên động từ cũng số gì? Số ít, đúng không nào? Danh từ số ít thì động từ số ít thì em chọn đáp án đúng cho cô là đáp án gì? Động từ số ít, nhớ này, động từ số ít thì phải là động từ thêm thêm s nhá. Em chọn đáp án đúng là đáp án giờ, reward thêm s. Ok chưa? Nào chúng ta cùng nhau xử lý cho cô câu số 14. Câu số 14 nào. Their prices chấm chấm until the end of the year, đúng không nào? Câu số 14 nào. Cái giá của họ chấm 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 fix là sửa cho đến tận cuối năm. Vậy câu 14 này chọn đáp án đúng là đáp án gì? Mình có từ their price tức là giá của họ đúng không nào? Cho đến tận cuối năm. Vậy thì sửa là giá, sửa thì giá không thể tự sửa được. Giá phải à giá không thể tự được mà giá phải được sửa. Vậy thì khi em xác định câu này là câu được thì câu này sẽ trở thành câu gì nào? Câu bị động. Ok chưa nào? Đấy. Thế thì chính vì trong trường hợp này cái thằng này nó chính là câu bị động thì chúng ta đi tìm câu bị động. Và em đặc biệt lưu ý cho cô cái từ price này, đặc biệt lưu ý cái từ price này. Cái từ price này là giá và rất nhiều bạn nhầm. Em nhớ cho cô nó phải là danh từ đếm được nhá, đếm được. Và khi nó thêm s ở đây, tức là nó đang là danh từ số nhiều. Thằng này đang là danh từ số nhiều. Ok chưa? Vậy chúng ta nhìn lướt qua và chúng ta xác định được câu bị động và chúng ta xét thôi. Chúng ta nhận được is cộng cho cô với phân từ 2. À, thằng này chính là câu bị động, hợp lý. Câu này chính là A cộng cho cô với phân từ 2 cũng là câu bị động. Câu C này là động từ thêm cho cô ED, đúng không? Không liên quan. Và fix này là động từ nguyên thể cũng không liên quan. Vậy thì câu này hoặc là A hoặc là B, đúng không nào? Mà prices là giá cả, nó là danh từ số, số nhiều. Nên em chọn đáp án đúng cho cô là đáp án B, are fixed. Được chưa? Cái giá của họ được sửa cho đến khi tận cuối năm cơ. Nào tốt. Nào chúng ta xử lý cho cô. Xử lý cho cô câu số 15. Câu số 15. Chúng ta chọn là đúng là đáp án gì? Transport costs for city residential by the government. Đúng không nào? Xử lý cho cô câu số 15 nào. Câu này thì quá dễ rồi. Nhìn một phát là chọn được đáp án đúng ngay này. Nhìn một phát là chọn được đáp án đúng ngay này. Trong trường hợp đối với câu số, the transport costs, đúng không nào? For the city residential by the government, đúng không nào? Thì ở đây là cái giá, cái chi phí vận chuyển.
Cái chân câu từ transport cost là chi phí vận chuyển, chi phí đi lại, được chưa nhỉ? Đấy, transport có nghĩa là cái hệ thống vận chuyển cho dân cư, thì ở đây chúng ta nhận thấy dễ dàng có từ gì đấy, by, đúng không nào? Vậy thì khi có by thì thường nó sẽ là câu gì cho cô? Câu bị động. Đó, được chưa? Cho nên cái câu này sẽ chọn là đáp án là cái hệ thống vận chuyển cho dân cư này. Thì subsidize, cái từ subsidize này là một từ nâng cao, từ này là một từ nâng cao, được chưa? Cô thấy mặc dù từ nâng cao nhưng mọi người đều có vẻ đúng subsidize, có nghĩa là mình đọc là subsidize, danh từ là subsidy, còn động từ là subsidize, có nghĩa là được hỗ trợ. Cái từ này rất hay gặp trong bài part 7, từ này một từ khá khó nhá, hỗ trợ, được chưa? Và đương nhiên là cái chi phí đấy không thể tự hỗ trợ được, mà nó phải được hỗ trợ, đúng không nào? Vậy chúng ta đi tìm thôi. Câu A ở đây chúng ta có từ ó cộng cho cô với phân từ 2. Vậy câu này là câu bị động rồi. Tiếp theo subsidize thêm s là verb s, thì cái này là chủ động này. Câu này là a cộng cho cô với verb in này, đúng không? Cũng là chủ động này. Và câu giờ subsidize thêm ed là verb ed, đúng không? Vậy câu này thì chúng ta sẽ thấy là trong bốn đáp án này thì chỉ có một đáp án chủ động thôi. Đó chính là đáp án gì? À, ok chưa? Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 16. Câu số 16, the winning bid. Chúng ta xử lý cho cô cái câu số 16, the winning bid for the contract to build the new recreation center yacht, đúng không nào? Em chọn ra đúng là đáp án gì? Ok, như vậy ở đây chúng ta nhận thấy cái vị trí này đang đứng ở đâu đây? Đang đứng ở cuối câu, đúng không? Vậy thì khi cái vị trí này đang đứng ở cuối câu thì nó sẽ thường phải là câu gì? Câu bị động. Ừ, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Ở đây chúng ta có từ announce, chúng ta dịch cho cô có nghĩa là thông báo. Thông báo. Ok chưa nào? Đó. Thông báo. Vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy nó không, bị chúng ta xem nhá, từ này là thông báo, từ này là từ khá là quan trọng trong bài thi số, cùng nhau xét này. Cái winning bid tức là cái phiên đấu giá, đúng không? Cho cái contract ở đây là cái hợp đồng để xây cái chân cô từ recreation center, có nghĩa là trung tâm. Trung tâm giải trí. Trung tâm giải trí. Ok chưa? Vì từ recreation đây có nghĩa là giải trí, và từ này gặp trong bài nghe rất là nhiều, để ý cho cô một chút. Vậy thì đương nhiên là cái bid, đúng không nào? Cho cái contract là cái người thắng giải này mà thông báo thì nó không thể tự thông báo được, đúng không? Và nó phải làm sao? Nó phải được thông báo. Vậy thì chúng ta xét được câu bị động. Vậy chúng ta xem. Câu A ở đây chúng ta nhận thấy là has cộng been cộng cho cô về verb in. Vậy thì thằng này là thằng chủ động này, không đúng. Câu C ở trong trường hợp này has cộng cho cô với cả verb in. Thì em lưu ý cho cô không có cái cấu trúc này tồn tại, loại. Câu B ở trong trường hợp này, câu B ở đây, cô viết xuống đây nhá. B ở đây chỉ là dạng has been cộng cho cô với phân từ 2. Vậy câu này chỉ là câu bị động hợp lý, đúng chưa nào? Và câu giờ trong trường này cũng là has cộng cho cô với phân từ 2, là câu chủ động, không đúng. Nên cái câu này em dễ dàng cho nó đáp đúng cho cô là đáp án gì? B, được chưa? Chưa được thông báo nhá. Ok, tốt rồi, mọi người đều làm đúng đấy. Rất là tốt. Thu hả? Rồi, chúng ta cùng nhau xử lý cho cô ba câu 17. Câu 17. The committee is still the proposal, đúng không nào? Đấy. And no decision will be made until Monday. Nào chúng ta sẽ cùng nhau xử lý cho cô. Chúng ta sẽ làm một câu cuối cùng của bài ngày hôm nay là câu 17 nhá. Committee, tất cả các từ này đều là các từ mà khá là hay gặp trong bài thi đấy, được chưa? Committee ở trong trường hợp này có nghĩa là hội đồng. Đúng không? Proposal, đề xuất. Decision, quyết định. Được chưa nhỉ? Cùng nhau xử lý nhá. Consider ở đây chúng ta dịch cho cô là cân nhắc. Cân nhắc. Vậy xử lý cho cô như thế nào? Cái ban này thì chấm 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 cái đề xuất chấm phẩy, và chưa có quyết định nào mà được làm cả. Đây là bị động rồi, đúng không? Thế thì câu này là cái ban này nó sẽ làm sao đây? Tự nó cân nhắc hay là nó được cân nhắc? Vậy thì cái hội đồng này phải đang cân nhắc, đúng không nào? Chính vì nó đang cân nhắc nên là ok, chúng ta xác định chỗ trống này, chúng ta cần cho cô một chủ động. Và em nhớ cho cô khi em làm em nhớ để ý cho cô cái tự is ở trên. Vậy thì khi set chúng ta vẫn phải set ở cái tự is nữa. Vậy thì chúng ta viết vào đây is consider cộng cho cô với verb nguyên thể. Vậy thằng này không tồn tại. Tiếp tục ở trong trường này is cộng cho cô với phân từ 2 thì thằng này là thằng bị động, cũng không đúng vì chúng ta đang cần câu chủ động. Câu C là is cộng cho cô với verb in. Câu này là câu chủ động hợp lý, được chưa nào?
Và câu giờ là is cộng cho cô với verb thêm s thì câu này không tồn tại, không đúng. Nên câu này phải hết sức lưu ý nhớ is ở trên nhá. Và câu này em chọn là đáp đúng cho cô là đáp án gì đây? C, considering. Ok chưa? Đó. Ok, như vậy ngày hôm nay cô đã ôn tập với các em xong về bài chủ động bị động rồi. Đó. Thì thứ sáu này, nó là ngày mùng 1 Tết. Này, cho nên là thôi chúng ta sẽ nghỉ live nhá. Và chúng ta sẽ tiếp tục với thứ sáu tuần sau. Ok chưa? Thứ sáu tuần sau cô sẽ live lại bình thường. Thì tuần đợt này cũng đang hơi bận. Thế thôi, chúc mọi người năm mới thật là mạnh khỏe, đúng không? Và cũng chuẩn bị đến Tết âm rồi. Và năm nay là năm 20, đến đợt này là đến 2021. Thì năm 2020 vừa rồi chúng ta là một cái năm rất là khủng khiếp, đúng không? Quá nhiều việc biến động xảy ra. Thì hy vọng là năm 2021 thì mọi việc nó sẽ tươi đẹp hơn. Thế đi chúc mọi người cũng như là gia đình, đúng không? Thật là mạnh khỏe. Và cố gắng dành thời gian có đi chơi nhưng mà vẫn dành thời gian học tối trường của nha. Thế nhá, xin chào mọi người. Bye. And see you again. Cô có pet mới đẹp không? Pet thỏ.